Xin chào anh em, hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em cách làm hình ảo 3D. Thì anh em thấy khi mình xem phim 3D, khi mình không dùng kính thì mình thấy hình nó có dạng 3 chiều. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn anh em. Đầu tiên bạn copy cho mình thêm một layer, sau đó bạn double vào. Ở trong này mình có 3 kênh RGB. Bây giờ mình muốn làm bóng màu đỏ thì mình tắt kênh Green và Blue này đi. Sau đó bạn bấm mũi tên bên trái để bạn di chuyển hình, thì bạn thấy nó ra một bóng màu đỏ. Thì mình tắt ở giữa này đi. Mình thấy trên này kênh này là kênh Red, để bạn double vào. Bạn chọn kênh Green thì nó ra bóng Green. Đó, Blue thì nó ra bóng Blue. Thì như bài này mình sẽ cho nó thành con red. Đó. Ok. Thì bài này đơn giản như vậy thôi. Mình xin dừng video này tại đây. Anh em nhớ like, share, comment, đăng ký kênh và bấm chuông ủng hộ. Xin chào anh em.